Xã Ân Nhất có diện tích trồng lúa lớn nhất huyện Long Điền với khoảng 420 hectare. Đến với Ân Nhất thời điểm này, nhiều người không thể cầm lòng trước vẻ đẹp, mùi thơm của lúa đang đổ chín. Thế nên những tuyến giao thông nội đồng đang trở thành điểm dừng chân của nhiều người, nhất là vào cuối giờ chiều để tận hưởng khung cảnh đồng quê yên bình, vàng rực rỡ, thơm hương lúa chín. Mình đến đây để được để chụp hình và tham quan ở khung cảnh ở đây và để lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng với bạn và người thân trong gia đình. Dạ, phong cảnh ở đây thì mình thấy rất là đẹp, có cánh đồng lúa với lại kiểu như là rất là thơ mộng và mát mẻ. Cái khu vực này là đang hot trend về cái chụp ảnh ở đồng lúa, với lại là cái điểm này thì em thấy là buổi chiều cực kỳ mát mẻ, với lại là hiện tại là cánh đồng kiểu đang là cái mùa lúa chín đó, nó đang gặt rất là đẹp, với lại nó thẳng là cái con đường đi thì nó cực kỳ đẹp, nhìn nó rất là dễ di chuyển. Mấy cái clip đồng lúa ở trên mạng á, thấy nó đẹp kinh khủng luôn. Mà quả thiệt là ở ngoài đời nó rất là đẹp, lên hình rất là đẹp. Với lại không khí trong lành kinh khủng. Đến đây phong cảnh ở đây rất là thiên nhiên đẹp. Em đến cùng với lại anh chị em trong gia đình đến chụp cảnh, ngoại cảnh để lưu lại những kỷ niệm. Mỗi năm, người dân xã An Nhất, huyện Long Điền sản xuất 3 vụ lúa, trong đó vụ thu hoạch lúa đông xuân thu hút người dân và du khách tham quan, trekking và chụp ảnh nhiều nhất bởi thời tiết lúc này không mưa và có nắng đẹp.